Có phim thôi mọi người ơi. Nước Mỹ hay người ta gọi bằng một cái tên thân thương hơn, xứ sở cờ hoa, nơi mà nhiều người mong ước đặt chân tới dù chỉ một lần, là nơi biết bao nhiêu người khao khát được làm việc, học tập cũng như sinh sống nơi đây. Được đặt chân lên nước Mỹ là một điều may mắn cho ai có cơ hội đó. Hiện tại mình đang coi live luôn nha mọi người. Mơ Mỹ, một cụm từ đã rất quen thuộc với nhiều người khi họ đặt chân tới mảnh đất xứ sở cờ hoa này. Mỗi người khi tới đây, họ đều mang trong mình một hy vọng, một khát khao được thay đổi cuộc đời. Giờ lại sẽ 60 người xem rồi đó. Nhưng giấc mơ Mỹ nào đâu phải chỉ là một màu hồng. Để đạt được giấc mơ đó, nhiều người đã phải trải qua những cay đắng, tủi hờn, cô độc để biến nó thành hiện thực. Ôi trời ơi, Mỹ. Hít thở cái, cuối cùng cũng đã tới Mỹ rồi, má ơi. Khỏe, khỏe. Cậu khỏe không con? Dạ con khỏe, con khỏe không? Thấy lớn dễ sợ luôn á. Dạ, trời con, mà con qua đây á, con bay hơi mệt mà qua đây không khí mát, cậu ơi. Thôi, mình đi ra xe đi ha. Em Bài Dương. Để cậu phụ nha. Dạ, xe đậu đâu cậu? Thì xem xong mình sẽ có một số đánh giá cho mọi người xem nha. Thôi là cậu kiếm được con á, hôm nay cậu đi làm ra trễ quá cho nên là không có đón con ở trong được. Dạ, con cũng hên luôn á cậu. Con nhớ á là cậu gọi Việt Nam, cậu dặn tôm gì á. Con đâu rành tiếng Anh đâu. Con nhớ là tôm hùm, tôm sú, tôm và cherry. Con thấy chữ tôm bành kỳ, tí sao con không quan trọng. Con cũng giỏi á, chứ không là đi làm người ta biết trễ cho má mày. Dạ. Ừ, bay mười mấy tiếng á mệt không con? Ờ, mấy cái này có mệt đâu cậu ơi. Mẹ ghê á. Ok. Trời ơi, Mỹ gì ngủ sớm như thế sợ. Ở Việt Nam đi chơi tới 2-3 giờ sáng. Sáng chân qua đây Mỹ. Nhà lầu thì không thấy cái gì. Tới thui. Không mà chắc tại người ta đi ngủ. Mai người ta đi làm. Để coi mai ngủ dậy đi chơi thử cho biết nước Mỹ. Có nghe mình rồi con? Dạ cậu. Cái gì vậy? Cái mấy đứa nhỏ với mờ ngủ rồi. Dạ, không biết sao cậu. Trời ơi, nhà đẹp quá cậu ơi. Tối rồi mà con nhìn thấy mê luôn cậu. Dạ, dạ cậu. À, trong cái đoạn này có một chút cái cảm xúc của mình. Dạ, đây là phòng của con. Tối nay con cứ ngủ đi, mai tin tiếp. Dạ, con cảm ơn cậu. Phòng mới thơm quá cậu ơi. Ok, rất nay dạ, cậu muốn ngon, cảm ơn cậu. À, 39 tiếng mệt quá. Ngủ đã rồi, không biết sao ngủ đây. Trời ơi, chán thiệt, giờ wifi cũng không có. Tắt thôi. Qua tới nước Mỹ rồi. Ngày mai mình sẽ đi chơi thật là nhiều nơi. Nước Mỹ mà, phải đi khám phá mới được. Đó là suy nghĩ và câu nói của mình khi đến nước Mỹ. Không ai chở, thì mình đi bộ. Qua Mỹ rồi, nước tự do mà. Đi đâu thì đi. Thank you.
Ủa sáng rồi hả ta? Nhắc vô. Đúng không? Vô. Vô nè. Vô. Mình phải bận bộ đồ vé này nè. Cho bảnh tỏn ra đường cho nó đẹp trai. Đi chơi gái nó mới phải. Ê, dầu thơm. Ôi trời, đẹp trai. Trời. Wow, xe mới đã thơm quá mà. Ừ, Mixit 2020 mà không thơm. Dạ. Ừ, bớt nhúng con, bớt nhúng. Ừ, xe dạ. Mới nha. Xe đã không á, mà ơi. Ủa mà giờ mình đi đâu vậy mà? Thì con mới về Việt Nam qua. Dạ. Cho nên là mở chở mày đi vòng chơi chứ ở nhà chơi cho nó buồn, thấy không? Dạ. Rồi sẵn á, tao chở mày đi qua bên chợ mua mấy món, tối này về đãi bên Việt Nam ở ngay nha. Dạ, dạ. Cảm ơn đó. Xích keo vô, dạ xích. Lúc mới thì sẽ rất là vui, nhưng mà về lâu về dài thì các bạn sẽ lấy được những cái kết quả khác nữa. Mình đã trải nghiệm được những cảm giác đó. Ủa mà xích beo là gì mà? Là cài dây này vô nè. Ơi khỏi mơ ơi, mấy cái dây an toàn này hả? Ở Việt Nam con đi xe có khi nào không cài dây an toàn này đâu mơ. Trời đất ơi, bởi vậy thiệt á, mấy đứa bên Việt Nam này đứa nào cũng như đứa nấy hết trơn á. Tao nói á, mấy cái dây này phải cài vô, phải không? Không có được á, ra đường xe bullet lít nó thấy nó bắt, phải không? Mà nó thấy nó bắt á là nó phạt tiền. Mà nó phạt tiền nhiều khi nhiều quá mình không có tiền mình trả. Mà mình không có tiền trả phải đi hầu tòa. Đi hầu tòa xin nó trả tiền, xin nó bớt tiền lại. Bây giờ nó nếu mà không bớt tiền lại tới kéo nhà kéo xe mình, rồi kéo nhà kéo xe là mình bét credit, phải không? Trời ơi, gia đình ly tán hết trơn nè. Trời ơi, đúng rồi. Có cái dây an toàn thôi á mà nó tới mà mất nhà, mất xe, mất cửa, mất gia đình luôn. À, thì đại khái vậy đó. Ừ, ghê lắm. Dạ. Ừ. Dạ dạ. Con biết rồi. Ghê quá, để con xếp bèo thì mở. Bởi vậy á, mở nói con á, ở bên đây là bên Mỹ chứ không phải là bên Việt Nam đâu con. Mở không phải là mở nói nhiều hay là mở khó tánh, mà tao cũng phải suy diễn nữa, nhưng mà mình ở đâu cũng lập gia tùy tục. Con hiểu không? Ừ, chuẩn bị chưa? Đi nha. Dạ. Ô mở xếp bèo mở. Chúng thôi mất nhà, mất cửa. Tao la quá tao quên mày thấy không? Dạ. Bởi vậy thì có nhiều công chuyện lắm, bởi vì Việt Nam mới qua tao dặn dò tao mệt lắm, tao sợ mấy người Việt Nam mày ơi. Thiệt á. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi mệt. Nè, ăn đi con. Đây còn đẹp vậy. Ăn sáng thôi. Ủa bánh mì hay gì? Ờ, đúng rồi. Ở bên này á, tôi thích ăn bánh mì buổi sáng lắm con. Rồi trước khi đi làm, chỗ này á, bán bánh mì là nổi tiếng luôn nha. Vừa tiện vừa rẻ nữa. Mà tao nói nghe nha, bánh mì ở Mỹ á, nó cũng khác bánh mì Việt Nam nữa. Tưởng qua Mỹ được ăn đồ Mỹ, chứ bánh mì ăn bao nhiêu năm nay mới gần chết. Thế trong cái clip này thì trong cái đoạn này á, thì có thể là đang đây là cái hoàn cảnh trong cái ly, nên có thể là mọi người chán bánh mì, nhưng mà riêng mình á, thì mình qua mình ở cái nơi không có bánh mì, chỉ có toàn đồ Mỹ, thì những cái cảnh mà ăn bánh mì như thế này mình rất là thèm. Mợ gì? Mợ nó đúng thiệt luôn, bánh mì ở Mỹ nó khác với Việt Nam lắm mợ. Thấy chưa, tao nói mày mà. Nó dở mà nó dở thấy ghê luôn á mợ. Em hay là dạ. Tiểu bang khác mới qua đó, họ cũng đều muốn đi cái chỗ này trơn á. Disneyland phải không mợ? Thường. À, hay là Universal. Chưa có vui. Chỗ này không phải nữa con mới sợ luôn. Dẫn con đi công viên nước phải không mợ? Nhiều quá, lên xe đi, lên xe, đi, dạ. đi. Dạ, đừng đi chơi. Ê, con. Cất cái xe đi. Dạ. Để em phần, anh thấy người ta nói mình Việt Nam mới qua. Rồi, nhá. Ok, mời con đi. Để tùm lum hết trơn. Đó, kéo bên kia kìa. À, thấy mấy gốc cây không? Dạ, rồi. Đẩy cho mấy gốc cây đó. Thấy gốc cây. Đẩy sát vô. Để em lum ra chưa á. Ta nói mình kỳ lắm. Con đẩy vậy, làm sao tay xe ta đậu. Đẩy sát bên kia. Đó, đúng rồi. Bởi vậy thiệt á, mấy đứa Việt Nam mới qua thì nhức đầu vậy, sợ dẫn đi đâu là mệt luôn á. Rồi. Những cái câu này thì khi mà các bạn mới qua thì các bạn sẽ chấp nhận. Nhưng mà các bạn ở lâu từ này đến kia mà bạn nghe câu đó các bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Riêng mình thì mình sẽ cảm thấy khó chịu.
Lê mê. Đi chơi. Gì em hỏi chơi nhức đầu luôn. Tới rồi. Đó. Ngạc nhiên chưa? Lập lập thả. Giấu vậy thôi, chứ không biết không. Điều này mình cũng nhận là chính xác luôn mọi người. Đó là Phú Lộc Thọ, ai cũng kêu tới Cali phải tới Phú Lộc Thọ. Thì mình cũng muốn đi tới thôi, nhưng mà cái đó là cũng là cũ rồi. Mình chỉ muốn đi đúng tới, mình đi tới đúng một lần, xong không đi nữa. Thì là mình biết được chỗ đó là như thế nào rồi. Dạ con có biết. Mà con có mấy đứa bạn ở Việt Nam qua đây đi du lịch, nó nói chỗ này không có gì vui, y như chợ An Đông mà ơi. Mình xác nhận nó rất là giống chợ An Đông. Và những cái chợ như nó mới Nha Trang thì nó sẽ giống chợ Đầm, còn Sài Gòn nó sẽ giống chợ An Đông. Thằng này, chợ An Đông là chợ An Đông. Trời ơi, cái chỗ này là nổi tiếng nhất của người Việt á. Đừng có so sánh vậy, không? Dù gì á, nó cũng là của người Việt mà ở bên nước Mỹ, không? Trời ơi, bạn mình đã nói đúng thiệt á. Ủa mà mở sao sáng giờ con không thấy cậu An? Thì cậu An đi làm mà con. Cậu An đi làm hãng, đâu có xin nghỉ hoài được. Không. Làm hãng là làm gì mà? Thì là công nhân đó chứ làm gì. Ủa mà mở làm cơm mà mở có ngủ trưa không? Trời ơi, ngủ trưa gì con. Ở bên Mỹ này á, người ta cứ đi làm thôi, không có thời gian đâu ngủ trưa, không? Dạ. Đâu phải bên như bên Việt Nam đâu. Ủa mà con buồn ngủ hả? Dạ không, con không có buồn ngủ. Mà sao mắt con mở không lên? Tại chưa quen vợ mà. Đúng rồi, bị vết lát á, chứ cái gì đâu. Dạ. Thôi, con ngủ chút đi. Nhưng mà đừng có ngủ nhiều quá nha. Tối ngủ cũng được á. Dạ. Ủa mà Lễ, dạo này ba má con bên Việt Nam á, làm ăn được không? Lễ, mà hỏi ba má con bên Việt Nam á, dạo này làm ăn được không? Trời ơi, cái thằng mới gì nói tiếng trước tiếng sau nó ngủ mất tiêu rồi. Chào anh đi con. Ủa anh Lễ hả mẹ? Ừ. À anh Lễ, dạo này anh khỏe không? Anh thấy bữa nay anh đẹp trai ra kia luôn á nha. Em này, anh lúc nào không đẹp. Vậy hả? Đây, chờ cái. Mẹ không? Anh đừng có ngại, anh chỉ muốn chào thôi mà. Đồ, anh nhân vật tiếp theo nhau. Ủa? Thiếu? Dạ. Anh Lễ mới qua nè. Ủa mà chắc là lúc đó em mới qua em nhỏ là không nhớ đâu ha. Chào em. Hi. It's Crystal. How are you doing? I'm fine, thank you. You? Hi, đi. I'm fine, thank you. And you? Đúng là cái đó là Việt Nam dạy cho mình đó. Tắm rửa đi, ăn cơm nha. Bây giờ. Ăn cơm. Cảm ơn em. Mời. Cậu con ấy, chắc phải nai lưng ra cài mới đủ tiền. Dạ. Ủa? Anh Lễ ăn ngon không? Anh nói gì vậy? Trời ơi, đồ ăn mẹ nấu không những ăn được á, mà còn ngon nữa. Phải không Lễ? Dạ, dạ. Mơ Hà nấu là số 1. Ủa mà sao gia đình mình ăn cơm không xem tivi á mà? Ở nhà này không có thói quen vừa ăn cơm vừa coi tivi. Thường á, mỗi một buổi tối á, là những thành viên trong gia đình á, sẽ kể những cái câu chuyện xảy ra trong ngày của họ. Với lại á, vừa ăn vừa coi tivi không có tốt bao tử đâu con. Con đừng có tập cái thói quen đó bên Việt Nam. Gấp cho em. Cái hành động đó rất đúng, rất đúng. Vì ở Mỹ thì rất là kiên cử sử dụng chung ống hút, chung muỗng, chung đũa. Mặc dù là người thân thì cái sự vệ sinh cơ bản nhất là họ sẽ làm như vậy. Ủa mà Lễ, ba má con dạo này bên Việt Nam làm ăn được không?
Chắc là làm ăn được phải không? Nên có tiền đưa con qua đây nè. Ừ. Ừ, anh để ăn thêm đi, ăn cho no đi, mẹ em nấu ngon lắm á. Ừ, cảm ơn em. Ủa anh Lễ, anh ăn cam đi. Ừ. Tới mùa rồi cam ngọt lắm á. Ừ, cảm ơn. À, khi nào rảnh thì ba em dắt anh đi mua cái xi. Anh thấy cậu bận quá thì để anh nhờ bạn anh cũng được. Dù gì ngày mai nó cũng qua chở anh đi chơi nè. À, tại vì sao biết không, mua sim ở đây nó không có giống như Việt Nam là anh mua cái anh bỏ và là anh xài được liền. Với lại á, là bên này á, là anh phải có một cái like, rồi bỏ tên anh vào thì mới xài được. Ủa mà cái like là cái gì em? À, cái like là giống như là cái đường dây điện thoại á. Là ví dụ như mỗi hộ gia đình á, thì phải có một người đứng tên, giống như gia đình của em á, là ba em là người đứng tên nè. À, mà hai đứa đợi anh xí nha, anh có quà cho hai đứa nè. Ủa vậy hả? Anh, ok anh. Anh xí nha. Trời đất ơi, ngồi gì đâu, gấp lung tung. Nãy á, đi restroom á, còn không dựng cái bàn ngồi lên nữa. Ghê quá à. Tự nhiên giờ nhà có thêm ông này em không thích tí nào hết đó. Bất tiện quá. Ờ, mà em đừng nói vậy. Ờ, dì hai gửi ảnh qua đây một thời gian thôi. Bữa bữa dì dựng qua thì ảnh cũng đi. Em nói vậy ảnh nghe được cũng hay đâu. À, đây đây, quà của hai đứa đây. Ôi vậy hả? Vậy anh? Hai đứa một bịch nha. Đây là sản của Việt Nam đó em. Hồi nhỏ đó, hai đứa Việt Nam cũng thích ăn lắm. Nên mình mới mua, đem qua cho hai đứa. Trời đất ơi, anh đang mua cho cực vậy? Cái bánh tráng như vậy bên này nó bán đầy à. Ờ, ủa vậy hả? Ừ. Anh đâu biết đâu. Anh còn tính ba gọi ba má anh đó, đóng 2-3 thùng qua cho anh, bán kiếm lời nữa đó chứ. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Ờ. Thanks. Ủa? Mẹ, không khí á, trong lành nữa. Chứ đâu như Việt Nam, nóng như cái lò. Ừ, tại vì bên này Cali thì thời tiết nó rất là thoải mái, mát mẻ, hiểu không? À mà thôi, anh quay phim với anh Cam tiếp đi. Ừ. Rồi, tại vì em phải lên làm homework nó sắp tới final rồi. Vậy thôi nha. À. Anh ngủ ngon nha. Good night. Bye, good night. Bye bye anh. Sao mà chán như trời. Thôi đi ngủ luôn. Thì tới đoạn này thì mình muốn nói với mọi người là ở Mỹ nó là như vậy đó. Mỗi người có mỗi công việc khác nhau và mỗi cái sở thích khác nhau. Có thể là họ đi cả ngày ở nhà để làm việc và ban đêm về chỉ gặp một chút, rồi ai cũng mạnh làm việc nấy và ngày mai lại là như vậy. Thì các bạn phải biết tự kiếm cho mình một cái niềm vui thì các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở Mỹ. Chị. Ờ mày không cảm, tao chưa quen giờ đến đây, mày đáng đâu vậy? Mày nghĩ tao đáng đâu, tao nhà tao chứ đâu. Sáng giờ địa chỉ mày không đưa, tao đi đâu được. Ra mày lấy địa chỉ đưa tao thôi. Ừ, mày đợi tao xíu nha, tao ra tao lấy địa chỉ, tao gửi cho. Xin đừng hỏi cô không còn đây nữa. Wow, ông cậu ông chú đáo quá. Tao thay đồ xong rồi, mày qua là đi thôi đó. Tao ra ngoài, tao kiếm địa chỉ với số nhà á, tao gửi qua cho mày liền. Mày nói nãy giờ tao 100 lần rồi á, nãy giờ tao chưa thấy địa chỉ luôn, gửi lẹ đi rồi. À mà thôi, mày khỏi cần qua đón tao. Tao tự tới được. Được mà. Được, được, mày yên tâm. Mày chỉ cần gửi địa chỉ qua cho tao thôi. Xí tao mày gặp. Dạ nhanh nha. Ừ, xí gặp. Thanh niên gì đạp. Sao lâu quá. Để gọi nó. Alo. Mẹ chim. Tao Lễ nè. Tao tới cái địa điểm gì à? Cái địa chỉ của mày gửi GPS gì đó. Mà sao tao không thấy? Ủa, đang đâu đi lâu dữ vậy? Tao đang ở cái đường 40 nè. Mày đâu? Gì vậy? Là
làm gì có đồng 40? Mày đi bằng cái gì? Mày đang đâu? Ôi mày được rồi, được rồi, tao mày lại tao xí xí gặp nha, tao gặp bên này tao hỏi cái. Hello anh. Hello. Cho em hỏi đường đi tới anh Plug. Oh sorry, I don't understand. Can you speak English? Sorry. I'm want to go. I'm Plug coffee. You know? Oh, it's right over there. So you turn right and make the corner and you turn right and you turn left and you see it. All right? Oh, yeah. You got it? Yeah. All right. Have a good day. Thank you. Very all right, bye. Much. Take care. Thank you. Trời ông nói gì vậy trời? Ồ, đậu xe ngon lành lịch sự. Ngon. Ê. Dạ. Việt Nam mới qua con. Dạ. Đem xe đi chỗ khác, chỗ này xe hơi đậu con. Lấy cái xe. Chỗ này xe hơi đậu. Đi chỗ khác. Dạ. Hey, hello bạn Hiền. Xin lỗi nha, để bạn chờ lâu, tại mới qua không biết đường. Ô, trời ơi, mấy cái đồ quỷ yêu này ở nhà tao đẩy gì? Trời ơi, Việt Nam mới qua mà đợi đón của chị nữa, trời mấy ơi này, luôn á. Đồ thiệt hả? Mắc in Việt Nam. Ôi trời. Hát fashion. Không sao, bỏ đi. Thôi nha, chúc mừng bạn nha. Đã từ bỏ thiên đường đến như địa ngục. Bạn nói chuyện mắc cười quá. Nói như bạn vậy, ai cũng muốn qua địa ngục giống như mình hết á. Giờ tới rồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đọc ngược rồi, ông nội ơi. Vậy mới đúng nè. Không. Tiếng Anh không quá. Ừ đúng rồi, tiếng Anh không à. À đúng rồi, đọc tiếng Việt thôi ông nội. Nè, đúng rồi. Bị sức. Coi lâu quá. Dạ, chị cho em vài phút nha chị. Bạn em nó coi lâu quá. Dạ, cảm ơn chị. Ơi mày, đồ ăn ở đây mắc thiệt. Ừ. Một phần ăn á là 10 đô. Mà tính ra tao muốn ăn hay là tao uống ly cà phê á là 16 đô la. Trời ơi, tính ra 350k ở Việt Nam luôn á mày. Ôi, xin lỗi gì? Trong ba cái đồng lẻ này, tao đâu có bị bao đâu, lần này tao bao được chưa? Ờ, cũng được, mà tao tưởng đồ ăn bên Mỹ á, nó rẻ lắm. Ai ngờ thậm chí nó còn mắc hơn ở Việt Nam nữa ba. Thì ai biểu mày đổi từ tiền đô ra tiền Việt làm chi? Bây giờ tao nói mày ở đây á, một người á, không, người ta làm dữ lắm nha. Trung bình á, một tháng phải là 1-2 ngàn đô. 1-2 ngàn đô đó mà mày ăn tô phở nè, ly cà phê 10 mấy đồng. Hợp lý không? Quá hợp lý đúng không? Đúng. Mày nhớ hồi xưa tao mày không? Ở Việt Nam mày làm, trời đi làm thấy mồ luôn. Cực. Một tháng nhiêu? Mấy triệu. Mày đi ăn chút xíu rồi tự nhiên mất mấy trăm. Thấy hợp lý không? Với lại á, nói mày nè, tại mày Việt Nam mới qua á, mày bỏ tối đi, đừng có đổi tiền này qua tiền kia nữa. Không thôi á, mày bị lộ thân phận đặc biệt của mày á. Gì? Việt Nam mới qua. Tính ra là tao mới qua luôn á. Trời ơi, biết nhục luôn á, trời. Không, mày bỏ đồ lẻ đi, tao đói rã ruột rồi. Mày khỏi đọc luôn đi. Tao đợi mày đọc, người ta bếp, người ta đóng cửa rồi. À, nếu mà các bạn quay những cái khu mà thuần người Việt như là ở Nam Cali và Bắc Cali, hoặc là cộng đồng người Việt Nam mà đông, thì các bạn sẽ dính những trường hợp này rất là nhiều. À, còn riêng mình ở nơi rất ít người Việt, gia đình giúp đỡ nhau, và rất ít khi mà nghe được những câu như này. Thì à, nếu mà các bạn mới qua thì các bạn sẽ không thấy nó rất bình thường, nhưng mà khi các bạn ở lâu á thì các bạn sẽ cảm thấy mình bị giống như là mình bị miệt thị á. Có thể sử dụng từ đó, giống như mình bị kỳ thị chúng nhỏ nhẹ. Tại vì nó lần một, nó lần hai thì mình sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng mà mình đi đâu mình cũng bị chế nhạo, mình cũng bị nói như vậy, thì riết thì mình sẽ cảm thấy trong lòng mình sẽ bị buồn khi mà các bạn ở những cái nơi mà cộng đồng người Việt đông như thế này đó. Ở để tôi được cho, ở đây có hai món ngon lắm. Gì? Nào mà ăn món này đi, bánh mì phá lấu bao ngon, thử ha. Thử thấy là thấy ngon rồi đó. Okay. Ồ, ngon ha. Ngon mày. Đúng rồi, hấp dẫn không? Công nhận đồ ăn mà giới thiệu ngon thiệt. Ơi, cho em xin một đồng được không anh? À. Cho em xin một đồng thôi. We have no cash. Sorry, we have no cash. Ủa? Mà ở Mỹ cũng có ăn xin đó hả mày? Có sao không? Nhiều đứa đằng khác á. Rồi mày biết là nhiều khi ha, hai ba khu với nhau không? Ừ. Cái nó hợp tác, nó ký hợp đồng, nó chia tiền với nhau.
Có gì đó nữa. Ừ. Ủa mà sao mày biết? Ở đây ai không biết. Ở đây cái đó đó, hồi nãy á là ăn xin thiệt. Ăn xin giả kìa. Ở trong đó chủ tịch không? Chủ tịch là gì mày? Chủ tịch ăn xin. Có. Chưa. Bữa ha, bữa tao thấy tao đứng trước cây xăng không? Ừ. Nó đi xe xịn hơn tao nữa. Mà nó nở lòng nào nó tới đứng trước mặt tao nó xin tiền. Xin chi? Xin đổ xăng luôn đó. Trời có vụ đó nữa. Dạ. Trời ơi, tao không tin được luôn á. Thôi ăn đi mày. Ừ. Ngon. Ừ. Mày mốt tan nữa mày ngon. Cũng ngon á. Ơi nhìn mặt anh này tội nghiệp không? Cho mấy đồng lẻ được không? Tao cho đi. Tiền lẻ rồi nha. Ở đây có sàn ngoại tệ không? Mày đưa thử, mày đưa thử đi. Mày đưa thử rồi sao? 10 ngàn. 10 ngàn. VND, VND. Nó không biết sao vậy. Lạ quá. Ôi. Tao cản mày không kịp luôn á. Rồi đúng sang luôn á. Sao? Trời ơi. Mày đưa 5 đồng luôn hả? Ừ thì cho lâu lâu mới cho 5 đồng. Mày đưa mày đưa kiểu đó người ta. Ông lấy ông đi mua truck hết. Truck là gì? Là xì ke đó mà. Mày nhìn cái tướng thứ đó là xì ke chắc luôn á. Xì ke mập vậy má. Nó cũng ăn mà. Trời ơi. Không mà phát đã. Mà sao không ra đường sao đem tiền nhiều quá vậy? Ồ thì mặc á. Trời ơi mày đem kiểu đó có ngày bị cướp đó. Gì ở Mỹ cũng có cướp nữa hả mày? Trời. Tao nói sao mày làm gì? Hôm bữa là cái vụ mới đây nè, nhưng mà còn ở đây á, gần đây nè, ừ. Có một cái chợ cái, tại vì á, nó xui cái là cái chợ kế bên nhà băng, ừ. Không? Thì ở đó năm nào cũng có vụ cướp chân, mà lần nào cũng có người bị chết hết. Giống như năm ngoái thì có cái anh đó, hay là cái ông nào, hay là bà, không biết nữa nha, ừ. Bị bắn chết. Trời ơi. Ừ, nhưng mà năm nay nè, tội nghiệp lắm, mới vừa xảy ra một bữa luôn. Có cái cô kia, bị mấy thằng Mỹ đen á, lại nó giật đồ, xong rồi nó lôi cổ theo đằng sau không biết nữa. Vô tình bị xe cán chết luôn. Tội nghiệp lắm. Thấy thương á. Thôi để mai mốt tao ra đường á. Tao không đem theo nhiều tiền mặt nữa, ghê quá người. Ừ thì đó, rút kinh nghiệm rồi chứ nguy hiểm lắm á. Thôi ăn đi, đồ ăn ngon mà. Ừ, nguội luôn rồi, mém nguội. Thì những cái trường hợp này nó rất là dễ xảy ra. Và cái câu chuyện này nó có thật. Thì những thành phố lớn á, khi bạn tới những thành phố lớn á, thì các bạn nên để ý trước sau. À, mặc dù có thể là nơi bạn ở là nó an toàn, nó này nó có thể là không có gây nguy hiểm gì, nhưng mà khi đặc biệt tới tất cả những thành phố lớn trên nước Mỹ luôn, khi mà các tộc dân á, họ trộn vào nhau á, không kể cả Cali ở bất cứ đâu hết, thì các bạn nên cực kỳ cẩn thận. Và cái bạn trong cái đoạn clip trong cái phim này nè, nó rất là đúng, bạn phải rất là cẩn thận khi mà cầm tiền. Nên mình rất ít xài tiền mặt. Mình chỉ xài thẻ thôi, mình quẹt thẻ thôi. Và mất thì cũng là mất thẻ. Và mình báo cho ngân hàng này nó lock cái thẻ mình liền. Và mình sẽ không có lo lắng gì hết. Còn tiền mặt thì nó khá là nguy hiểm. Ăn đi, mà ngon đúng không? Không. Ừ, ở đây làm đoạn được ha. Ừ. Ngon không? Ngon á, mà tao thấy cay. Thấy cay nha. Tù ơi. Tù ơi, ngon. Tù ơi, 1, 2, 3, 4 luôn kìa. Mày đếm gì vậy? Mấy ông thần phá đám tới rồi ông ơi. Chưa, tao nói mày rồi mà mày không có nghe tao đâu. Trời ơi. Đâu. Lâu lâu anh em mày có gì gặp mặt ha. Vui ha, ăn đỡ đúng không? Ăn no, mát nữa. Rồi thôi lần sau gặp tiếp. À, mà mày thấy tao hay không? Ừ, sao? Tao đâu xe rất là lịch sự luôn. Ở ngoài đây nè. Ủa, bớt giỡn đi ông nội. Sao? Mới qua Mỹ. Ừ. Rồi có xe. Rồi biết lái luôn. Tao đâu có nói tao đi xe hơi, mày lộn rồi. Ủa không phải chiếc đó hả? Không. Chiếc nào, này nè. Ủa chiếc nào vậy? Ủa chiếc nào vậy? Hồi nãy tao đậu ở đây luôn á. Rồi đâu rồi? Không thấy. Chết cha. Mất tiêu rồi, hồi nãy tao đậu ở đây nè. Trời cái cảnh này quen nè, hay luôn nè. Ờ mất xe mà hay. Ờ, cái này giống như là chủ tịch giáo bộ đi xe đạp và cái cướp vậy đó. Ủa, bị gì vậy? Ủa, mất xe phải không? Dạ, bạn nghe nói. Ủa, hồi nãy tôi thấy xe của hai người á, có ai bưng lên xe chất đem đi rồi. Tưởng đâu là người ta mất khóa cho nên người ta chở về chứ đâu có biết đâu.
Ủa mà bộ đi đứng gì kỳ vậy? Qua đây không chịu khó xe rồi cẩn thận lại vậy? Nó nghe nè, bộ Việt Nam mới qua hả? Dạ, em Việt Nam mới qua. Đó, các bạn lại nghe câu Việt Nam mới qua. Nghe về lâu về dài các bạn sẽ cảm thấy nó rất là khác. Còn lúc mới qua thì sẽ nó rất bình thường. Đó, và đây cũng là một cái chứng minh là ở những thành phố lớn nó sẽ không có an ninh đâu. Các bạn phải tự bảo vệ bản thân của mình trước những cái nào. Khi bạn ra đường thì bất kể lúc nào, bất kể cái gì cũng có thể rất là nguy hiểm cho bạn. Các bạn sẽ thấy bình thường nhưng mà khi xảy ra chuyện bạn sẽ không xử lý được. Đó. Ôi, chúc mừng nha. Chúc mừng. Dạ chị. Trời ơi, hồi nãy tao tưởng là mày đi Uber hay là tao tưởng là ai chở mày qua luôn á. Không, tại nãy mày gửi địa chỉ qua cho tao, tao thấy nó gần mà sẵn tiện nhà có xe đạp của nhỏ em, tao lấy chạy mất tiêu luôn rồi. Trời. Trời ơi, thiệt luôn á. Việt Nam mới qua, Tài Lan, mày đến làm gì? Mày định một lần chơi lớn xe thiên hạ có chầm trồ không hả? Thôi được rồi, lên xe tôi chở mày về. Ừ, thôi. Đi về. Rồi, thôi đi. Đi nào, xe bên này nè. Chắc không sao đâu, bên Mỹ xe đạp rẻ thúi hả? Giờ lo là lo cái đống đồ này nè. Qua Mỹ đem có mấy bộ hả? Chưa có được đi đâu mua hết á. Lễ dạ. Thầu ơi, con ơi, sao mà ngủ ngoài đường ngoài xá vậy con? Thầu ơi, mấy cái đồ này là con phơi hả? Dạ đúng rồi. Cậu, tôi khổ cậu á, cậu ơi, cậu đồ đạc ở trong nhà, cậu giặt thì cậu phải nói với cái mợ để mà có mấy giặt chứ, trong nhà có mấy giặt mà sao tự nhiên ở bên Mỹ mà con đi con giặt đồ rồi con phơi đồ giống như là ở dưới quê vậy con? Dạ hả? Tại con thấy mấy đồ cá nhân đó của con tự giặt cho nó tiện mà. Đồ cá nhân mới phải mang vô trong nhà giặt, tôi khổ cậu quá à. Dạ con xin lỗi mà. Bây giờ lấy mang vô trong nhà đi. Trời. Cầm vô nè. Trời ơi, tôi thấy mấy cái đồ này sao mà tôi ớn táo o luôn á. Bởi vậy mấy cái nước mà Việt Nam mới qua thì con nhớ nha con. Dạ. Thì là mấy sấy ha. Thì là mấy giặt. Không. Rồi, nhớ nha. Đó, vậy nha. Đây là đồ thường. Đây là vùng riêng. Đây là đồ sáng. Ủa? Lễ ơi! Ê, dạ mợ! Dạ! Lễ! Con ở nhà con xài cái máy rửa chén hả? Dạ đúng rồi mợ! Mợ nhớ là ngày hôm qua là mợ đã rửa hết rồi. Rồi sáng nay nguyên một nhà đi làm nữa. Con rửa gì ở trong này? Dạ trời, con rửa cái dĩa hôm qua, dĩa cam mợ kêu con đem ra cho cậu á. Con cái dĩa thôi à? Dạ. Mà con bỏ vô nguyên máy rửa chén không rửa. Ủa thì đây là máy mà rửa chén mà mợ. Lễ, con mới Việt Nam qua con không biết. Mà nói cho con nghe vậy. Dạ. Cái này là cái máy rửa chén. Nhưng mà tại vì nó rửa chén không có sạch, cho nên mình lấy chén từ trong cái máy rửa chén, mình mang qua cái bồn rửa tay mình rửa. Đó, mình rửa hết ở trong này đi, bắt đầu mình rủ nước chảo khô ha. Dạ. Sau bắt đầu mình mang cái chén trong cái bồn rửa tay mình mang qua cái máy rửa chén, bắt đầu mình hông chảo khô. Đó, mình để trong đây tại cái máy rửa chén thì nó chỉ để cho hông khô cái chén thôi. Là tại vì cái máy rửa chén nó rửa chén không có sạch, cho nên mình phải mang chén từ trong cái máy rửa chén, mang qua cái bồn rửa tay mình rửa. À, mình rửa xong xuôi hết đi, bắt đầu mình rủ nước cho nó ráo đi, ha. Bắt đầu mình cầm cái chén mang qua trong cái máy rửa chén, bắt đầu mình hông chảo khô. Đó, con hiểu không? Dạ hiểu mợ. Con nói là từ đầu cho mợ nghe coi. Dạ thì ra đây là cái máy rửa chén mà mình rửa. Không phải vậy nè, để mợ nói là từ đầu cho con nghe nha. Dạ. Máy rửa chén, không hiểu cho đây chưa? Dạ hiểu rồi. Hiểu cho đây chưa? À. Mom. Cái gì? Where's my bike? Hồi sáng con thấy nó ở trước nhà mà. Thì mẹ cũng đi làm từ sáng tới giờ chứ có nhà đâu.
Rồi giờ con có thấy cái xe của em không? Rồi thôi xong anh này rồi. À dạ hồi sáng con có mượn tạm chạy đi ra ngoài mà. Rồi giờ cái xe đâu? Dạ con không biết sao nữa, con khóa cẩn thận lắm mà lúc con ra con không thấy đâu nữa. Oh my god, đã mượn sang người ta không xin phép mà bây giờ còn làm mất nữa. Trời đất ơi là Lễ, sao vậy con? Hả? Mấy người Việt Nam ở bên mới qua đây sao mà làm gì không có ý tứ gì trơn vậy? Con làm cái gì con cũng phải hỏi ý cậu mợ chứ. Đó, rồi bây giờ mất cái xe của con nhỏ rồi. Giờ sao? Dạ con xin lỗi mợ, anh xin lỗi chiều. Mà xe đó bao nhiêu vậy mợ? Để cho con gửi mua lại cho em. Mua lại cái gì nữa mà mua? Trời ơi, mất tiêu cái xe rồi. Bởi vậy tôi nói thiệt á, cái ông này này hay nè. Mang mấy cái người Việt Nam mới qua làm chi không biết nữa. Tôi nghe Việt Nam mới qua tôi mà nổi cái ông hết trơn à. Thôi đóng hôn vậy á. Không biết chừng nào ba má nó qua á, nó dễ. Ừ, chuyện đó cứ để từ từ. Khi nào anh chị qua đây thì sẽ báo mình biết. Rồi không lẽ mấy năm trời rồi thằng Lễ nó ở nhà mình mấy năm hay sao anh? Trời ơi, nhà mình có con gái đó anh. Nó bất tiện lắm. Mà đã vậy á, nó còn bị cái tánh Việt Nam nữa. Tài lanh tài lẹt không à. Sáng giờ đủ thứ chuyện trên đời rồi. Em nhức đầu lắm anh ơi. Nhà mình có nhiều công chuyện phải lo rồi. Mà bây giờ còn lo thêm nó nữa. Nó rắc rối lắm. Anh á, coi sao làm đi nha. Tính sao tiện thì tính á. Nó cũng là cháu anh chứ có phải ai xa lạ đâu. Nếu em nghĩ con mình đi học ở xa, ở nhà người ta mà cũng bị họ nói như vậy thì em thấy thế nào? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mình lại không nghĩ là khi qua Mỹ lại có nhiều chuyện phức tạp đến như thế này, mà lại xảy ra với những người thân máu mủ ruột thịt nữa chứ. Vậy thì trong chuyện này ai mới là người có vấn đề? Vậy thì sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa đây? Hôm nay tôi thấy cô đơn, dù xung quanh tôi là những người quen thuộc. Sao tôi tìm và không thấy điều đúng đắn cho riêng mình. Cá nhân mới phải mang vô trong nhà nhà, khổ khẩu quá à. Đâu là sai, hãy nói cho tôi nghe chút thôi. Tôi không gian dối với ai, mà tại sao người luôn chê bai? Khi mắc cái này bổ gì xe mới qua hả? Dạ. Việt Nam mới qua con. Dạ. Em đem xe đi chỗ khác, chỗ này xe hơi đậu. Lấy xe, chỗ này xe hơi đậu. Đi chỗ khác. Dạ. Trời đất ơi, ngồi gì đâu mà quê dễ sợ. Lại ăn uống thì ngắt lung tung. Nãy em đi rất luôn á, còn không dựng cái bàn ngồi lên nữa. Ghê quá à. Bây giờ nhà có cái ông này không có tí nào hết đó. Hãy cho tôi một lần trở về, về lại nơi tôi sinh ra. Để tôi đơn hát câu ca mê giấc. Ông ở nhớ cho nắng ngồi buồn. Thì tới đoạn này thì mình sẽ có một số cái ý kiến. Thì tới đoạn này thì nó đúng với mình khoảng 60-70%. Và khoảng 20-30% còn lại á, là mà khi mình sẽ kể câu chuyện mình. Khi mà mình ở Arizona, ở nơi ít người Việt, thì mình bắt đầu thích nghi với cuộc sống. Và mình tìm hiểu mọi thứ từ từ. Và những cái trường hợp đó là Việt Nam mới qua thì nó chỉ xảy ra khi mà mình bắt đầu đi tới Cali, đi tới những khu mà người Việt, cộng đồng người Việt nhiều. Và người ta lại hỏi, như người ta cũng hỏi là seat belt, người ta cũng hỏi cái này hỏi kia, hỏi bảo hiểm, hỏi tất cả mọi thứ. Mà mình nói mình đều không biết.
thì mọi người đều nói là Việt Nam mới qua phải không? Thì mình cũng công nhận là lúc đó là mình chẳng biết gì, thì mình sẽ đón nhận một cách rất là bình thường thôi, mình không có gì phải căng thẳng hết. Thì các bạn cũng nên, mình nghĩ là các bạn nên đón nhận nó một cách vui vẻ, tại vì mình là người không biết thì họ nói gì thì kệ, nếu mà họ chỉ mình những cái hay cái tốt thì mình cứ tiếp thu, mình cứ cảm ơn họ và đừng có quá buồn và quá sốc. Nó sẽ sốc nhưng mà trong cái video này nó chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi. Ở ngoài xã hội kia nó còn rất nhiều câu chuyện còn nặng nề hơn những cái câu chuyện như thế này. Thì bạn xem để lấy thêm kinh nghiệm cho chuẩn bị cho việc sống sau này. Dạ con chưa, cậu vô đi. Cậu cũng nghe mà ông nói về chuyện của con ngày mai. Thì mợ con nói như vậy thôi, nhưng mà không có ý gì đâu con. Thì hy vọng sau này con có thể nói trước cho cậu với mợ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Con luôn để ý đến mợ mà con không hiểu sao mọi chuyện con làm thì không vừa ý của mợ. Nhập gia là phải tùy tục con ạ. Cuộc sống này nó rất là khó khăn, sau này con còn đi học đi làm nữa, cho nên con phải vượt qua. Hồi lúc mà cậu qua đây á thì cuộc sống nó rất là nhiều việc khó khăn, tiếng Anh tiếng Úc cậu còn không biết, nhưng mà tới thời điểm này của con qua đây rồi thì cuộc sống đã sung sướng hơn rất là nhiều. Dạ cậu, con sẽ tập làm quen. Thôi cố lên, cố gắng thích nghi với cuộc sống Mỹ và tự tin hơn con nhé. Dạ con cảm ơn cậu. Thôi rất là cuộc sống. Dạ con muốn luôn. Những thế hệ Việt cần một nơi để cảm thấy thuộc về trước khi vươn ra thế giới. Chung tay với chúng tôi xây dựng một cộng đồng trẻ đầy tính chia sẻ và sự cảm thông. Hãy nhớ, tất cả chúng ta cũng đã từng là họ. À, thì ở đoạn cuối video này thì cái sự mà so sánh, sự gọi là có một chút có thể là kỳ thị nhẹ đi, thì có thể rất là vô tư, có thể rất là vô tư. Nhưng mà khi mà mình nghĩ nó sâu hơn á, thì cái đó giống như là một sự, có thể là một sự hơi gây buồn cho những người Việt Nam mới qua. Thế hệ trẻ bây giờ thì họ đã mở lòng và họ cảm thấy chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà đối với những người mới qua, những người lớn tuổi như là ví dụ như những cô chú bác khoảng 40-50 tuổi á, mà mới qua Mỹ, thì mình nghĩ là họ sẽ cảm thấy rất là buồn. Và một chứng nhận là như ví dụ như ba mẹ mình qua Mỹ đã 50, lúc 50 và 60 tuổi, thì cái việc hòa nhập đó là việc cực kỳ khó khăn. Và lúc đó thì những người lớn tuổi như vậy họ cần sự giúp đỡ của những người trẻ, những người trong cộng đồng rất là nhiều. Và hiện giờ thì cộng đồng ở Cali thì có rất nhiều người tốt giúp những người Việt Nam khi họ mới qua, họ hòa nhập với cuộc sống. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề mà mình đã trải về những vấn đề đó, nhưng mà không nặng, nhưng mà mình chỉ đúng 50-60% thôi, chưa đến mức là nặng nề như là trong cái video này. Thì video này nó cũng là một câu chuyện thể hiện thật về cái cuộc sống khi mà bạn sống ở những thành phố lớn như Cali, như là Texas hay ở đâu đó. Còn mình, khi mình qua thì mình sống ở một nơi yên bình hơn, ít người Việt, và mình cảm thấy cuộc sống nó chậm rãi hơn. Khi mà mình qua Cali thì mình thấy nó rất là nhanh, nó rất giống là như ở Sài Gòn đó. Và cái sự chuẩn bị của các bạn khi qua Mỹ thì các bạn nên coi những cái video như thế này, thì nó thể hiện đến 80-90% cái sự thật ở bên Mỹ. Và OCTV này là những người ở Mỹ làm thì họ sẽ làm cho cái câu chuyện nó thật nhất. Và mình đã coi và mình cảm thấy là câu chuyện rất rất thật so với những anh chị ở Việt Nam làm những bộ phim như là Cuộc Sống Mỹ này đó. Thì mọi người hãy xem cái video này và hãy đón nhận nó với một cách nào thật là vui vẻ,
mình đừng lấy cái đó mà mình cảm thấy tự ti. Và nói về phần diễn xuất thì trong những đây là tập đầu tiên thì sẽ có một vài mình thấy xảy ra một vài chỗ về diễn xuất, nhưng mà cái đó là không đáng lo. Cái chủ yếu mình muốn tập trung vào cái nội dung. Thì mình sẽ kết thúc cái phần reaction tại đây. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem cái video của mình. Và mình luôn ủng hộ OCTV vì mình đã có cơ hội gặp anh Mai Dương và gặp những anh chị trong ekip OCTV. Thì mình cảm thấy rất anh chị rất là dễ thương. Và mong mọi người hãy ủng hộ những video này để cho mọi người có thêm những động lực để làm nên những cái sản phẩm sau tốt hơn, nổi bật hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Hãy nhớ like và subscribe cho mình nữa nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.